thử thách anh dùng quân ở KF4 leo. Ây da, ok luôn nha anh em, vào việc luôn nào. Hello, xin chào toàn thể anh em trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay lại làm theo thử thách của bạn kia. Thử thách anh chị dùng quân từ KF4 leo. Ok nha anh em nha, quân ở KF4 leo thôi đúng không các bạn. KF4 thì gồm có những con nào anh em ơi. Mình hôm nay mình chơi hẳn AK2 nha bạn nhá. AK ở tận KF7 luôn. KF7 gần sắp lên KF8 rồi, không phải sắp lên đâu, nhưng mà lửa là 2200 mà lên KF7. Mà ở đây mình đang 2005 và 2800 đã có mặt ở KF8 rồi. Đây KF4 đây nha anh em nha. Quân ở KF4. Không. Ok, mình sẽ chơi quân KF4 anh em nha. KF1 này mình gọi KF2. KF3. Mình sẽ chơi trước tiên là con này nha anh em nha. Con này con Black Kini, con này ở cap 1 cap 2 này bạn này. Có nghĩa mình sẽ chơi quân từ cap 4 đổ lại nhá. Cap 4 đổ lại và đây là sở cooking anh em nha. Con sói này của cap 5 mà mình sẽ không mang, con dùng con này pháo này của cap 4 là mình sẽ mang nha anh em nha. Con Shaman Legend này của cap 4 nha bạn nhá. Con Bamaze này ở cap mấy ạ? Cap 3, cap 2 hình như cap 1 thì sao ạ? Bóp mình nha anh em nha. Lửa này có cái đấy này anh em mà. Từ từ nha anh em nha, mình sẽ mang đá, mang dìu đi. Đá anh em nhá. Đá đi anh em ơi, con tiên nữ là cap 4 rồi, quá may mắn cho mình luôn anh em ạ. Đấy nha anh em nha, dùng quân nguyên ở cap 4 đổ lại. Mình sẽ không dùng rồng, không dùng phượng hoàng, không dùng con AR che quen, vampire hay là con đó mại rất nhiều con vậy nhá. Đây như này, sói này mình không dùng này. Mình sẽ thay vào con khác anh em nha. Ô chết, cái này đây là gì ta? Tháo cho thành anh em nha. AD nha bạn nha, mình sẽ mang cái con này đi chơi nguyên quân ở cap 4 nha bạn nhá. Cap 4 đổ lại. Thay vào đây nắm đấm anh em nha. Ok, quân khá đầy đủ các bạn ơi. Nguyên cap 4 đổ lại nha bạn nhá. 4.000 xu trời ơi, không có tiền luôn anh em ơi. Các bạn thấy gì chưa nhỉ? Đây nha anh em nha. Cát 4 đây đúng không? Saman, tiên nữ phá âm thạch. Đây mình nhìn mình ở cát 3 thì mình không mang con gì bạn nha. Mang ở cát 3 mang tổ lốc rồi. Cát 2 thì mình mang số cooking nha bạn này. Cát 1 thì mình mang con kỵ sĩ đá. Đá này. Còn đâu và cát này thì mình mang Demon, Maze với con bắn từ xa anh em nhá. Ok cho anh em. Chơi nguyên quân của cap 4 đổ lại nha anh em nhá. Làm theo yêu cầu của bạn kia luôn. Chúng ta mở sẵn cái dương này đi bạn ơi, để mở chơi thắng nhá, chẳng may thắng rồi đấy. Ok, chúng ta bây giờ đánh cúp nha anh em nhá. Quân từ cap 4 đổ lại nha anh em nhá. Đấy, mình chơi nguyên quân cap 4. Anh em nào mà ở cap 4 hay cap 5, anh em có thể chơi quân y như mình nhá bạn nhá. Từ cap 4 ấy, mình nguyên chơi quân từ cap 4 đổ lại luôn. Không có một con nào từ cap 5 cap 6 hết. Nguyên con thấp anh em ơi. Ôi giời, store mày á. Nhẹ nhàng cái cũng đi luôn các bạn ơi. Mình không phải cãi, nhưng mà mình không phải là nói chém gió bạn, nhưng mà thực sự là nhẹ nhàng cái là cũng đi luôn anh em ạ. Ôi thôi hỏng em rồi. Không sao anh em ơi. Với thực sự, với cái sức bắn khủng khiếp đến từ con đấy của mình đây, mình thực sự mình không sợ anh em nha. Đó, anh em nào cái 4 cái 5 anh em sợ chơi này nha, mình sẽ vác con Demon này ra dình để bóp anh em nha. Ok, ra ma dê anh em nha. Con này là sát trung chùm nha bạn nhá. Anh em sát trung chùm gì không? Ok, mình sẽ bóp luôn anh em nha. Cái tội giá mấy à. Sát thương chùm có nghĩa là nó ra nó sát thương. Ví dụ các bạn bâu một chùm vào là nó sẽ bị ăn chùm nha bạn nhá. Dính tất sát thương vào. Ok, như vậy đây, Saman của cat 4 anh em nhá. Legend của cat 4 đấy. Mình không có ăn gian đây, con Dark Angel rồi cat 7 này bạn này, mình không có ăn gian gì đâu ấy. Không phải bảo mình ăn gian thì chết đấy. Đó, các bạn thấy gì chưa? Mình sẽ bot vào chết luôn. Đó. Cướp holo cần nai anh em ơi. Mình sẽ thổi về nha anh em nhá. Để chúng ta còn chơi xong cách cướp holo cần nai. Cướp rồi rồi anh em ơi, chay. Và chúng ta thả phá nhân thành anh em nhá.
Win rồi anh em ơi. Mở đầu win rồi. Good game. Thực sự bạn này không thể đỡ được nữa. Sập hành rồi bạn ơi. Đấy bạn thấy chưa? Chơi nguyên quân két 4 độ lại luôn. Mà không hiểu tại sao ở đây mình vẫn có con holo gần này ở két 5. Mình ăn cắp của bạn tem địch chứ sao nữa anh em. Ok, tiếp tục anh em đã sắp mở được lương vick chiến thắng rồi, lương vick cho Utrecht anh em ơi. Hôm nay làm theo yêu cầu. Anh em nào có yêu cầu thì comment gì anh em hãy bình luận ở dưới giúp mình tiếp nhá. Mình sẽ làm theo tiếp cho anh em. Làm hết anh em nhá. Nhớ là mình có thời gian thì mình mới làm anh em nhá. Ôi giời ơi, sao Văn lần này tìm đối thủ lâu thế nhờ anh em nhờ. 17, 18 đây mới tìm được anh em ạ. Ok, không sao, quánh hết anh em nhá. Mình ở đây mình không có con đấy nha anh em nhá. Không có con sói này, không có Viking này, không có rồng này. Mình hoàn toàn không dùng những cái con ở tận két cao anh em nhá, toàn dùng những con ở két thấp thôi đấy. Rất là công bằng, két 4 độ lại thôi. Dùng những con ở két 4 độ lại. Theo đúng yêu cầu của mọi bạn các bạn luôn, yêu cầu của bạn kia luôn nha anh em nhá. Bằng nhau rồi. Con ấy của mình thua chút anh em nhá. So với con đá thì không thể thua được đâu anh em ạ. May quá, đánh vào con đá. Chơi điện là đánh vào con khỏe hơn anh em ơi. Thổi về anh em. Chúng ta không phải lo vấn đề đấy anh em ơi. Anh em ra Saman là được rồi. À, ra con này được rồi anh em ạ. Nó sấy chết thần chết rồi. Mình sẽ thả đây để giết con AD trên nha anh em nhé. Ây da, cáu thế nhỏ. Ra bóp anh em nhá, mình đoán là sẽ ra Demon này. Ôi mình thả xa xa quá anh em ơi. Băng anh em. Ây da, mình sẽ bóp con tiên nữ anh em nhá. Từ từ anh em, từ từ. Chưa việc gì phải căng đâu anh em ơi. Hoàn toàn lật kèo anh em nhá. Không việc gì phải sợ đâu anh em ơi. Hoàn toàn lật kèo mà đi. Hoàn toàn lật kèo mà anh em. Hoàn toàn lật kèo anh em nhá. Lật áp đạo thêm bạn luôn. Ôi giời ơi, vampire chết tui rồi. Mình sẽ cho kỵ sĩ đằng trên anh em nhá. Vampire cân tất đường dưới anh em ạ. Anh em không phải lo, để cho con vampire tự chết anh em nhá. Bạn này có rồng luôn anh em ơi. Này thì mình sẽ phải chơi công thành các bạn ơi. Không sao, mình sẽ cần Saman đường trên này nha anh em nha. Có holo cần nai ngay anh em. Okay, anh em nha, mình đang thế thua đây. Bạn này có rồng, mình lại không mang rồng anh em ạ. Lên thua là rất cao anh em nhé. Cái rồng bạn này đâu ra mà lắm thế. Thua rồi anh em ơi. Mình không có rồng và cái kết là thua rồi, chấp nhận thua rồi anh em ơi. Thua rồi anh em ạ, không để đỡ nữa. Mình không có rồng. Tại thử thách không mang rồng, đâm ra không có rồng để đánh anh em ạ. Lại nha anh em nhá. Nguy hiểm quá. Mình cũng không được mang Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nó thuộc vào két 6 anh em ạ. Hello. Phượng Hoàng nó thuộc vào két 6 nên mình không mang nha anh em nhá. Bỏ đi nha anh em nha, bỏ đi, bỏ đi. Mình sẽ tha tiên nữ nha anh em nha. Từ từ mình đốt con này nha anh em nha. Ây da, ây da, ây da, ây da. Khét thế nhờ. Ok, mình sẽ ra bóp anh em nha, xem bạn ấy ra gì đã. Ok, như vậy thì mình bóp luôn anh em. Demon thì hủy diệt luôn anh em ơi. Ai cho chơi bẩn. Bẩn thật đấy anh em ạ. Tội dám băng mình. Ok, cái loại này tất cả chỉ là gãi ngứa thôi anh em ơi. Con băng này gãi ngứa anh em ạ. Nó chỉ sát thương chậm lắm anh em ơi.
pháo nhâm thạch luôn anh em. Chọn thế nào? Nhưng mà mình thua lợi thế ở chỗ là mình không có dòng nha anh em nhá. Mình không được mang dòng đi rồi. Nên mình sẽ thua lợi thế ở vấn đề đó. Ok, mình sẽ băng lại nha anh em. Mình thua lợi thế ở vấn đề đó đấy. Anh em từ từ. Mình đang có băng đây mà anh em. Pháo nhâm thạch luôn anh em. Thôi thổi về làm gì nữa, chết thì đâu nữa, thổi về làm gì. Thế mới đau anh em ạ, chết rồi, thổi về làm gì mình biết. Chết nha anh em, holo còn nay mình cướp luôn. Đó nha anh em. Và sờ cu kinh thì mình sẽ đóng băng luôn nha anh em nha. Giết luôn anh em ơi, thổi về nha anh em. Good game rồi. Chắc chắn là phải good game rồi anh em ơi. Không có gì phải bàn cãi nữa. Win anh em nha. Đọc vào đây. Như vậy là win anh em nha. Cộng 34 này lãi điểm rồi anh em ơi. Ok, chúng ta tiếp tục đánh nha. Mình thiếu ở đây, thiếu nhiều legend. Như là con phượng hoàng, rồng, viking. Nó lại thiếu rất nhiều anh em nhá. Thiếu mấy nhân vật luôn không có. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn đánh được mà anh em à. Quân kép 4 độ lại mà. Mình sẽ chơi quân kép 4 độ lại anh em nhá. Trường hợp này mình sẽ ra con này đi anh em ơi. Ra thiên nữ cho anh em ạ. Không bí thẻ các bạn. Băng mình rất cần băng luôn. Châu. Con châu này nó thêm 2 mana anh em ạ. Biến thành thiên nữ là thôi bỏ. Thôi xong rồi. Biến tự nhiên biến thành thiên nữ anh em ạ. Mình sẽ băng lại nha anh em nhé. Mình sẽ chơi bóp con tiên nữ là mình sẽ giành chiến thắng nha anh em nhé. Bạn ấy không có tiên nữ để bút máu ở đâu. Châu ngoài thì nhanh chết lắm anh em ạ. Máu giấy. Ồ, không sao đâu anh em ơi. Anh em từ từ nha. Mình sẽ cố gắng giết con châu này nha anh em nhé. Bạn này đang chơi hú máu đây. Như vậy mình sẽ ra Saman đường trên để tấn công đường khác nha anh em nhé. Bạn này đã xác định chơi châu rồi anh em ạ. Cũng may mình có dìu luôn anh em ơi. Rồi ok anh em ơi. Như vậy là mình sẽ giành chiến thắng nha. Good game chắc rồi. Không bị cãi nữa rồi anh em ơi. Bạn này thua chắc rồi. Đừng có cậy đây chúng tôi nhá. Chúng tôi hủy diệt. Hủy diệt. Chúng tôi hủy diệt luôn nha anh em. Phải hủy diệt nha anh em. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Đừng có cậy ở đây với chúng tôi. Good game. Eo vào đây. Chết rồi, anh em yên tâm. Anh em cứ yên tâm nha. Mình có băng em mà anh em. Loại dòng này chỉ là cãi ngứa thôi anh em ơi. Tất cả mọi thứ chỉ là cãi ngứa thôi. Dòng chết anh em. Không chết mới lạ. Good game. Eo vào đây. Thực sự chơi quá hay luôn anh em ạ. Quá kết là lẹt luôn. Đối thủ phải bó tay luôn anh em ạ. Ôi giời, con rồng này lại cãi ngứa rồi. Mình cứ phải nháy good game liên tục nha anh em nha. Bởi vì con rồng này kịp làm gì đâu anh em. Mình tin chắc là sẽ bốc hơi rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy gì chưa? Đó. Mình sẽ ra nha anh em nha. Ôi thổi về anh em ơi, không phải thua bây giờ. Thổi về nhanh. Rồi lại thua rồi anh em. Đáng hay mà. Mình đã chấp cả bạn đấy có rồng hũ phóng đại rồi. Anh em hiểu chưa? Không việc gì anh em không phải lo. Con rồng hũ phóng đại đây anh em đấy là bốc hơi ngay. 2579 anh em nhá. Vẫn lãi đấy anh em ạ. Vẫn thắng đấy. Không phải là khó khăn đâu. Anh em nào có thử thách nào khó khăn hơn nữa nào, bình luận dưới giúp mình nào. Nha anh em. Mình sẽ làm nha anh em. Ok, mình sẽ chơi nốt ván này nha anh em nhá. Mở đường dương chiến thắng rồi thì thôi, nếu mà thua thì thôi, ta lại phải chơi lại ván nữa anh em ạ. 15 giây, 16 giây, 17 giây rồi. 18 giây bạn ơi, chưa tìm đối thủ. 20 giây nha bạn nhá. Khét thế nhỏ, đối thủ lâu thế ta. Hơn nửa phút rồi bạn ơi, vẫn chưa có đối thủ.
Cái này không biết là cái gì đây anh em ơi, mình cứ ấn nhá. Sở cu kinh này, cho phi úp. Đây là con gì? XP Mortem The Demon này bạn này. The Demon on K in no one come. The good mode Commony Orchid. Ôi dồi ôi, level 14. Lại phải ấn này thôi, lại phải tìm lại đối thủ các bạn ơi. Không có đối thủ anh em ạ. Đấy, tìm mình luôn. CL viết T. Bạn này là Iron Maiden Clan, bạn này là Iron Maiden nhá. Ok nha, những em nào không ở trong clan mình, anh em có thể vào clan mình nha anh em ơi. Clan mình chào đón toàn thể các anh em nha. Cho dù các bạn là có bao nhiêu cu, các bạn có 300, 400 cu, các bạn cứ vào thoải mái nhá. Mình đào tạo trẻ, các bạn vào đi. Có gì không thắc mắc thì mình sẽ IB cho bạn nhá. Thôi, thế là mình chết luôn con đấy rồi anh em ơi. Bực mình ghê. Ok, mình sẽ ra Saman đường trên anh em nhé, đánh lạc hướng. Xong rồi mình sẽ ra con sát thương chùm ở đường dưới anh em nhé. Ok, toang bạn này luôn rồi, dính luôn một đòn anh em nhé. Ồ, bị lỗ bạn, đáng như bạn ấy ra tiên nữ đường giữa vậy, ngon không? Ok, mình sẽ băng lại nha anh em nhá. Tránh cái trường hợp mà bị vampire nó giết mất anh em ạ. Ok, mình sẽ bóp nó chết luôn anh em nhá. Vampire này chết rồi chắc. Ôi ôi, vampire không chết anh em ơi, thổi về anh em nhá. Bạn này chơi vampire khổng lồ ạ. Giết người không chứ lại. Thế mình có nghĩa vụ là phải tấn công đường khác anh em nhá. Ok, kệ nha, mình không phải sợ nha anh em, kệ. Cho vô chết con bùn này đi anh em ơi. Mình sẽ chơi tấn công đường khác nha anh em nhá. Tấn công mạnh đường trên luôn. Rồi ok. Con bùn của bạn này cấp 8 anh em ạ, rất khỏe luôn. Nhưng mà không vì nghĩ lý đó mà mình lại bỏ cuộc anh em ạ. Ai à, trời hú máu anh em ạ, rất khó chịu. Ok, mình sẽ bóp con này chết anh em nha, tiên nữ chết rồi. Chúng ta chơi công thành nha bạn ơi. Chơi đàng hoàng, chơi sạch sẽ nha anh em. Ok anh em, chúng ta công mạnh đường trên vào. Chắc không phải sợ. Chắc không phải sợ bạn này làm cái gì. Elblay. Thua rồi anh em ạ, biết thua rồi. Chúng ta biết làm sao không? Bạn này chơi, mình thấy bạn này chơi con bùn sóng to anh em đúng không? Hú máu nữa rồi. Mình biết là các bạn càng chống cự đường dưới thì các bạn sẽ phải thua rồi, các bạn không nên chống cự. Các bạn đẩy mạnh đường trên tấn công vào cho mình. Đường dưới các bạn có tố lốc các bạn thổi về nha bạn nhá. Băng nữa các thứ, các bạn tóm lại các bạn suy tư ra một chút nhá. Đấy các bạn thấy chưa, giành chiến thắng ngay, rời trận ngay. Gặp ai thì gặp chứ gặp tố thắng đây thì khoai lắm nhá, sướng lắm, gớm nữa. Ok, mình sẽ mở dương Victory Trend anh em. Ba thẻ. Ui ôi, không có epic các bạn ơi, có cái vũ này em gì mà biết ta. Cậu chuột anh em ơi. Và thu hoạch được 3 kim cương anh em. Ui sao bắn rồng. Á đù sao bắn rồng này anh em ơi, nhưng mà mình không có. Ok nhá. Đó là mình hôm nay mình đã xong cái thử thách full tướng ở cái 4 độ lại nha anh em nhá. Mình đã giành chiến thắng khá nhiều và thua thất bại duy nhất một trận thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình nha. Anh em nào có thử thách nào hay hơn anh em bình luận dưới nha. Và anh em nhớ like, subscribe, chia sẻ kênh giúp mình nha. Rồi, hẹn gặp bạn clip tiếp theo. Bye bye.